nào ốm ốm mà đây nào cũng hay đây các thuốc nha, về nhà uống như thế nha. Có mấy cái mũ không? Có không tìm phải cái này vừa ấy thôi.
Nào, mẹ thương. Ocho, nhé. Nè. Đi. Ừ. Ô Cho mẹ nha. Mẹ tí nha. Thank you.
Trời ơi có Mẹ thối Hoan hô đi, em hoan hô nào, đúng rồi, giỏi quá, hoan hô nào, hát xì ơi. Chờ mẹ nhá.
Ô chân này chân này. Chơi chơi với mẹ đi bán dầu à. Sao đâu mà, nó bị sâu được mà. Trên bên dưới nó không sao mà. Anh chị mua rau rồi em ơi. Hai cái này. Sâu gì đây bây? Rau cải cúc. Rau ngon. Sao ngon đấy nhỉ? Ừ. Hỏi tiền đấy, một túi em. Hai bà. Túi 10.000 nữa. Thế em lấy hai túi nhé. 20.000 này. Anh gửi nhá. Em còn một túi, anh chị nào mua rồi em ơi. Đâu về đây anh mua cho. Thường quá. Túi này bao nhiêu tiền? 10.000 anh ạ. Thế anh lấy một túi. Vâng. Thôi, tiền thừa anh không lấy nữa nhá. Vâng, gửi cho cháu nhá. Vâng, em cảm ơn ạ. Nhá. Vâng. Chào anh chị, em đi về ạ. Vâng ạ. Đêm sau. Cái cây kia, cầu kia để làm gì? Cái thay kia có cần thay không? Thay cái thay. Đấy, cái này nó có rồi đấy. Không phải là cái dài như cái dài đó bạch bằng đúng rồi, phải giữ nó khoảng ra. Đang đang bà ơi, có thuê trồng ngô không? Có, bà đang cần người đây này. Cho cháu làm với. Hồi đi. Còn đang ốm không có tiền mua thuốc này. Vâng, vâng, thế hồi bà đi. Đấy, đây ngồi ở đây. Vâng, à, mới lúa này 2 hạt. 2 hạt được rồi. Vâng.
tay nhỉ. Gọi là đoàn chuyển mua áo lông lai mi. Áo lông mặt mi phư lá. Không ấy phần lót vậy đó. Tiền nhá. Thuốc cho con. Nhá. Cảm ơn nhá. À, em bé ốm đấy.